Kính thưa mẹ, trước khi chúng con không còn được nhìn thấy mẹ nữa, giờ đây trước vinh cửu mẹ, trước hết con xin được thay mặt cho tất cả chị em trong gia đình có lời xin lỗi với mẹ. Trong suốt 90 năm qua, mẹ đã được Thiên Chúa dựng nên, mẹ đã sinh ra chị em chúng con, nuôi dưỡng chị em chúng con trong những thời kỳ khó khăn nhất. Đất nước được giải phóng thì mẹ cũng đã bươn chải để nuôi chúng con. Tới tuổi già của mẹ thì mặc dù 9 chị em chúng con tiếng là chia nhau để báo hiếu mẹ, xong tiền nhân có câu mẹ nuôi con không hề gian khổ, con nuôi mẹ. Mẹ nuôi con công trời công bể. Con xin nói hết tấm lòng của con, mặc dù có chia nhau thật, xong vẫn cũng tính từng phút, từng giờ. Mang tiếng là 9 chị em, nhưng mà cũng chẳng chăm sóc mẹ được tới nơi, tới chốn. Giờ đây con chỉ biết đại diện cho chị em chúng con, có hối hận thì cũng đã muộn màng rồi mẹ ơi. Con chỉ xin vì tình thương con, cháu, mẹ tha thứ tất cả những lỗi lầm, thiếu sót mà chúng con dành cho mẹ. Các cụ đã có câu nói nước mắt chảy xuống, xin mẹ thương xót chúng con, tha thứ cho chị em chúng con. Mẹ ơi, tất cả những chú dì, cậu mợ, các cháu của mẹ từ thành phố, từ các nơi, từ miền Tây đổ về đây tiễn biệt mẹ lần cuối cùng để tỏ lòng thương yêu một bà bá dì bác của các anh các chị, con cũng xin thay mặt cho mẹ, con xin cảm ơn tất cả các ông bà cô dì chú bác trong họ hàng từ xa đã đến đây tiễn đưa mẹ của con. Con cũng không biết lấy gì để đền đáp cái công ơn của ông bà cô dì chú bác. Xin mẹ thương yêu tha thứ cho chúng con, vì giờ đây chúng con tha thứ những lỗi lầm thiếu sót mà chúng con đã làm mất lòng mẹ, thiếu sót khi chăm sóc mẹ, thiếu sót khi tính toán với mẹ. Xin mẹ tha thứ cho chị em chúng con. Và một điều trăn trở với chị em của chúng con nhất trong tâm hồn của chúng con rằng những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mẹ, mẹ thường nhắc nhở và mong ước chúng con rằng đào cho mẹ một chiếc kim tĩnh bên cạnh của cha. Con nghe có đâu đó một người nào đó có chức sắc nói rằng khi còn sống thì lục đục với nhau, rồi khi chết thì lại muốn nằm bên nhau. Ai nói mặc họ mẹ. Con xin hứa với mẹ rằng chúng con chỉ biết sống với lời Chúa, đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, đừng kết án và để khỏi bị kết án. Mong ước của mẹ nhắc nhở chúng con đã xây kim tĩnh cho mẹ. Song vì mỗi cách làm của mỗi vị lãnh đạo giáo xứ không đồng ý cho chúng con thi hành những ước nguyện của mẹ, thì chúng con cũng vâng theo sự chỉ đạo chung của giáo xứ để cho tốt đẹp. Thực sự lòng dạ chúng con không muốn làm những cái điều trái ý của mẹ. Xin mẹ hết sức tha thứ cho con. Con cũng xin đại diện cho tất cả chị em trong gia đình hứa với mẹ rằng
Nếu sau này một vị lãnh đạo thay đổi, chúng con sẽ chuyển mẹ về căn nhà cũ mà mẹ đã chuẩn bị trước. Cuối cùng, con cũng xin tất cảm ơn tất cả cộng đoàn đã hiện diện nơi đây để cùng chung lời cầu nguyện cho linh hồn Maria, là mẹ, là bà, là cụ của gia đình chúng con. Gia đình chúng con xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn, xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho cộng đoàn. Và giờ đây một lần nữa gia đình chúng con xin cúi đầu cảm tạ cộng đoàn dân Chúa. Chúng con xin mời quý ông trùm làm nghi thức. Chúng ta đã từ Thiên Chúa mà đến trần gian. Khi qua khỏi cõi trần, ta lại trở về với Thiên Chúa. Nghi thức dập mạch nhắc ta nhớ rằng linh hồn Maria sắp rời căn nhà trần gian này để về nhà đời đời, sẽ lìa bỏ thân nhân, bạn bè để về với Thiên Chúa tình thương. Trong phút giây bà hoàng này, phút giây mà khuôn mặt thân yêu của cụ Maria vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa và xin cho linh hồn Maria được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu, và tin cho chúng ta được gặp lại cụ Maria trong nhà cha muôn thuở. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mồm. Vâng, lạy Cha, vì Cha muốn như vậy, mọi sự đã được Cha ta giao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và mang gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ đủ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương trìu mến của cụ Maria. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay như người bị mất mát hay nối tiếc những chuyện không đâu. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con hãy nhớ rằng
Thanh đề hình hả?